Nhân trước. Dạ, nhân viên tổ chức chung nhau hôm nay. Thì Ông em đi biết bố. thì đến đi đến biển bôi xe ô tô. Ồ, rất cứ nhô. Nè nè. Hôm nay chúng ta có thể học tư vấn chân and chúc chúc kinh bếp chúc chúc tổ chúc Cấu trúc. là ok kinh hân first kinh hân chân Chọn. in nhà chân là gì kinh bếp Chọn ý chí bếp chân man là cấu Il ship back cho man. trúc. In ship là ngang, là Nhàng, ngang. nhàng, nhàng, nhàng. Or, chiên nhiên, chiên tu chiên. Chào mẹ, chào mày. Tu chuan là sky, sky. Sky. Sai. Sky. Chào mày. Chào mày. Trời, trời. Sky, haner, Hà nương à, Hà nương là bầu trời. haner. Bầu trời, bầu trời. Ok, let's check out. Chân xa. Trung sao là thiên thần. Thiên thần. Thiên xuống. Thiên Thiên thần sứ thiên thần. thiên thần sơn xả angel Trong sao? chân cục Trong cúc của thiên đường. thiên thiên đường thiên đường chân cục When you bat the way you go to the heaven. ok that's good thiên đường ok sơn trẻ Chọn chế thiên tài. tin tài Cho xin anh em đi do you know any tin tài chân dế Addison. Addison Einstein Einstein, Einstein. Einstein tin tài And cảm ơn không không tôi muốn tin là thiên tài nhưng mà không thân mèo trong miệng thiên mệnh thiên mạng mang là là un mệnh là mèo thì nó un mèo wait vận mệnh vận mệnh vạn thiên mệnh mệnh vạn vận mệnh mệnh sinh mèo sinh mèo xem miệng lại súng mãn súng mãn sinh mệnh súng sinh mệnh mãn chân ly distance Con ly là thiên lý là tức là cự ly á. thiên ly bốn mươi ly là 4 km bốn mươi ly 40 40 ly ly. là 4 km bốn Really? In Korea, 10 li, 10, 10 li là 4 km, kilometer. How about thing bit in Myanmar? I You don't know? know. I think 400 km. 1000 right. Yeah. So it's 690,000
144 km. Very long, very far. One dot six one kilometer. I search on internet. Okay, keep going. Chanyeol. Trong trong nhon thiên nhiên, Ok. Thiên trong nhiên. nhon xuống nước thiên nhiên. Chanyeol su. Nước nước thiên nhiên. Chanyeol su. Chanyeol. Chanyeol thiên nhiên. Chanyeol. Ok. Chanyeol. Chọn Astronomy. chọn môn là thiên văn. Thiên văn. Thiên văn. Văn. Thiên văn. Chân môn. Astronomy. When you look Sky. at Nice, sky. Then. the Chúng ta có thể lên cụ sky. trên trên moon. Belchari. The nên sao sao nên Lấy ngôi sao nên sao biển. sao sao star star sao Star star. yes yes Biển biển. sure. Chân già Chôn cha. Thiên tử. Thiên tử. tiên tử Thiên tử. tiên Sao tử biết gì Thiên tử. chân già là emperor hoàng đế hoàng kỳ hoàng kỳ Thiên tử a son of đúng hoàng kỳ emperor em bài trợ and hoàng kỳ ừ the tôi khen tròn kỳ thiên cơ thiên cầu nhưng mà thiên cô sư dung không sư dung thiên cô sư dung Là tiếp. tới thiện Ồ. chân gì Chọn gì là thiên địa. địa là địa phương địa Địa phương là địa là đất. Địa là địa means đất địa nia inia đất đất là địa phương địa phủ. Địa phương là province, province, chiều. Thiên địa. Thiên địa Thân đung. trong tung thiên lôi Thiên lôi. Lôi là sóng. là sấm sét Ok, thiên lôi. thunder thunder Thân đung, thunder. Thân trang. trơn Trang, trang là trang nhà. căn nhà Chẳng 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 nhỉ nhà tăng chẳng sư lĩnh cánh nhỉ chân hạ Con hai là thiên hạ. tính hạ tính hạ Thiên hạ nhất phẩm. cho nhân sự Trong nhân su là nước suối thiên nhiên. Trong nhân su. nước suối thiên nhiên Ồ. suối ý nghĩa là gì suối Nước suối là river, à river. à, à nước sôi thiên nhiên This river very clear, so don't has à the human view this river no and pollution so nước sôi sôi means the original like in the mountain in the mountain it's stream Drink, we can drink nước out. suối thiên nhiên chân đồ Chân tô thiên đạo. thiên đạo chân ma Còn mà thiên mã.
chính mã, mã horse, Mã 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 Horse. mã Mã rọc. Ồ. How Oh. about Mata is Mặt trái. Mata xe ô tô, không ô tô, không like cart, Ferrari. no, something like that. Ferrari, yeah. Ferrari, Then right? Do you know Ferrari? yeah, I know Ferrari from Italy. Italy, the say auto brand Ferrari. It's very expensive Yeah, and it's blend from Hawks. I know. Celestial body, thân thể, Trong chơi thiên thể. hiện thể, cố Thiên thể, mùng, thể. Thiên cố thể, thể. cố thể, Có thể. mùng, body, body, mùng, hiện thể, thân thể, Trong chơi cố thể, có mùng, mùng, thể mùng, mùng, một body, body, có thể, thân chức, trong chức thiên chức tiền chức, dịch chức, chức. chức chức Tiếng rồi Việt chức vụ là vì chúng ta học từ về chức tiếng Việt. We move to the high position. Đã, good. Chức, cho nhiên giao hòa. Do Chonli you Yawa. know? Ichiamono Ồ. Gadari. Ichiamono, mono, iyagi, Gadari. Mukashi Yeah, Arabian Night. Banasi. Chonil Yawa. Nhat, ja, toi. Upon one day, right? Arab, do So, you know Arabian Night? Arabian Night? I know this it's Alibaba and Alibaba and 40 40 rubber. lover. Similar. Okay. Chân song. Trong song thiên tính. Thiên tính. Thiên tính. Okay. Chức. Chức. Inia chức là gì? Tiếng Việt. Chức y giờ sao y position like you ready in high position you are manager at your company Yeah, chức okay. vụ Occupation or position in the field of work in the field of work. Chức. Okay, we'll check. Chức meaning position, duty. Yeah, duty. I blend Yeah. correctly. Chỉ có Chỉ cấp nghề it's nghiệp. about nghề nghiệp occupation, nghề nghiệp. Now chức chính Chức vụ. Chức vụ là chức vụ. mục, chức vụ, chức vụ em là gì? Ồ, công ty. Em chất normal Normal employee also have a employee. I how say when many when all the people they met a machine after that I checked again. chức When I checked finished, so the ghost sent to the customer company vụ. and I checked is it good or not good
If it's not good, so I can pick up to send, cannot send to customer company. Okay, We divide, quality. div I Sushi, divide sushi. a Sushi. goose or best goose. Do you Okay. now understand? Do you understand? A little, not not more. So I check good products or not good products. If it's a good product, so we can bring good product to customer company. If it's not good, so we divide and we do it again. Okay. Yeah, because the main in a day, so we made a lot of Yeah. production. Do you know production? Production, production. So it's a bus of a car because Yeah, part of a car. So in my company, just made a bus of a car and sent to all the company and they met it together. Assemble together. Yeah. Understand. We cannot met a car. Yeah, you make a part of A car like car, yeah. yeah, part like a gear or like some a part of car. Nowadays, the main car company cooperate many companies. Yeah, that's right. Which produce parts of car, and for example the tire, wheel, and then bumper or some gear and brake Oh. mission and something like that. Wow, you're very good at knowledge about car. Yeah, I understand a little. Okay, tick check. Chị chết chức vụ chức trách. Chắc chắc Chức trách is ừ. your Check in, do you know responsibility, trách nhiệm trách nhiệm yeah. trang nhiệm If I work not good at my job, so I guess it's a trách nhiệm and all my fault in okay, me. responsibility, trách nhiệm Trách nhiệm. come. Chức cam, chức danh. Chức chân em là gì? Chức danh của em là thợ sai. Sụp I don't know because I just know only Japanese. Chênh nhất Sukute sa. số cứ tê xa. I check use measure, and Measure. Okay. I check it's a long or short or I check Okay. production. Okay. Chức danh là chức danh mình là chức danh anh Ồ, là nhưng sếp. mà mô nhôi công ty. Mọi người công ty. Yeah. In your Không company has a không 10 có employee không có nhắm bên you are a leader at your team. because my business John Nó Nhân doanh nhân nhỏ, nhỏ doanh and nghiệp, doanh nghiệp. nhà nhỏ and nhà nghiệp nhỏ small business so nhỏ ăn cô nhắm bên and không thể chịu tiền con học sale không không tiền con học Don't have the money to buy sale them.
Don't have a lot of money to buy salary for them. Spend because no income, no money. So small business, and then the Jonyan nhỏ. Nên tôi làm việc là season mua 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 hơ À, and it depend the yeah. If Okay. summer season, you get a high income, but Little, but in the mua tao không có làm việc. winter. I got it. Ok, chị Quy. Maybe it depend the company, because maybe so it's a small company but get a high a lot of profits, and big company so they invest a lot of money for the new machine because they work a long time. I hope so. So in the future, I would like to work with the teaching, work with the learning language with the AI. And then because I need a second job, Second job. Second job. hai làm việc công việc hai công việc Wow. cho mùa đông, nên là tôi sẽ cô làm việc. Teacher, what do you think when you move to the Vietnam and you become a current teacher at there? Good. I think it's a good choice. I would like to do. Tôi muốn. Nhưng mà trước đó tôi phải học tiếng Việt, nên tôi có thể nói tiếng Việt với gia phụ nhà gia phụ, nên Vậy nên thì ok. So, keep doing. Chỉ quy, chỉ quy. chị quy là chức vị. Chất vị, quy. Chất vị, chức quyền, chức quan, hồi hồi chức quan hoặc chức quyền. chức chức quan, chức quan, Chức quyền là gì? quản lý, Quyền lực. quản lý, Quen quen lọc. chức chức quan. Chức quyền. Miễn dịch, Miễn chức cho miễn chức. miễn chức, miễn chức, miễn chức, ok, Miễn dịch. y dịch, Y chức chuyển chức. thuận I chức, change my job. thuận chức, chuyên là y sa, Chuyển chuyên. y xa. Chuyện là tôi muốn chuyện đi đến thành phố Hồ Chí Minh. I Move want to to Hồ Chí Minh work City. as Jeju Oh, Tô. really? Tôi muốn chuyện đi đến Jeju, Hòn đảo, đảo, Jeju, là Hòn Jeju. Ok. Chỉ cấp chức cấp Chức cấp. chức cấp Số cấp, trung cấp, cao cấp. cao cấp Chức cấp. chức Chức cấp cấp. you Chức cấp là vị same meaning.
you know soda? Ừ. Do you know soda? Soldier. Soda, Soldier. it's a, when you Soldier. say I know, I know, soda, I they know. has Yeah. Army, army, rent. army. They have some here in the marker. Yeah. From start to the soldiers. Shoulder, Rank. Yeah. shoulder, and so when there has a star or has the light here in here, we can now we look at and we know where his position. Yeah, right. Rank. Took up. Contribute. Son Jun Sik chức vụ bầu cử Chức bầu vụ bầu cử. Bầu cử cử là vote vote Sơn gọ bầu cử. Bầu son cử Sơn gọ contribute. Bầu cử. Cả chốt dịch. cha kéo chích qua chức vụ Chuyên môn. chuyên Chuyên môn là tài chức. môn là son License. cu son cu License tài chức. license is also India certificate license tiếng Việt là gì? là bằng lái Bằng lái chuyên môn. but is I think it's certificate bằng cấp Bằng cấp. Bằng cấp. because when you study your major in your major in English at university and when you graduate after that you got License. certificate of English subject And then that's why I think it's bằng cấp bằng cấp. bằng cấp Bằng cấp. Chống dịch. trong chức chức chính thức Chính thức. oh Chính thức là yeah chính anesthesia. thức chính thức so it's meaning so in the company you are a man of employee Main this employee, chức but chính I'm thức. not a man of company because so in Japan the